cây cổ thụ thì là quá nhiều cơn bão lớn thì là vẫn chịu đựng được, nhưng mà trước cái sức mạnh của cơn bão số 2 thì là đã bị gãy đổ thì cũng gây thiệt hại lớn cho khách sạn. Quá cơn bão đến nó khoảng chừng 2 giờ đến 3 giờ rưỡi rồi, mà từ sống từ mấy mấy năm đi mà coi như là chưa có cơn bão mà đi liên tiếp hơn tiếng đồng hồ mà cứ giật mà nhà ra, nói chung mẹ con tôi là phải chuyển đi rơi đi chỗ khác để trú ẩn chứ còn không dám ở trong nhà đi. Gió mà đến mức độ mà mạnh mà đến nỗi mà nói thật chứ lúc nãy mà cây từ gầy luôn, gầy cả cây ngoài là cả cây ngoài đấy là cả cây trống đấy, gầy đối từ gầy rồi luôn chứ cũng phải là bối miệt chứ cả. Mình gầy kinh khủng đấy. Sau khi cơn bão qua đi thì toàn bộ anh em của công ty môi trường thì đều đồng loạt ra quân để khắc phục cái hậu quả của 6 cơn bão, thì dọn sạch các cái tuyến đường trên địa bàn của thành phố. Với cái số lượng cây cối rất chi là nhiều thì anh em trong cơ quan và công ty thì sẽ cố gắng khắc phục để trả lại cái cảnh quan cho thành phố nó sớm hơn.